Xin chào toàn thể các bác. Đây, trước mặt các bác là con sâu quy nhá. Một số anh em ý thì biết rồi, còn một số anh em mới chơi chim thì chưa biết. Em xin giới thiệu với các bác, đây là con sâu quy này. Tác dụng của con sâu quy này là như thế nào? Là thứ nhất là nó kích lửa cho con chim, gọi là hỗ trợ một phần nào đó trong cái việc là lên lửa con chim. Thì anh em hiểu một cách dùng như thế nào cho nó hợp lý. Thứ nhất nhá, con sâu này, các bác này, các bác chú ý một điều cho em là con sâu nhá, nó đạt đến kích thước trưởng thành ấy, nó to như này này. Các bác đừng nhầm lẫn con sâu quy này với con sâu rồng nhá, bởi vì con sâu rồng kia là nó to gấp mấy lần con sâu quy này. Thì các bác lưu ý một điều cho em là đối với những con chim mà con trà máu ấy, mà muốn sử dụng được con sâu này ấy, thì ít nhất nó phải thay lông được, xong lông trong vòng khoảng độ 2 đến 3 tháng nhá. Thì lúc đấy là các bác sử dụng con sâu này hoàn toàn bình thường. Nhưng mà nhiều bác là đừng có lạm dụng quá. Thứ nhất là lạm dụng như thế nào? Để chăn cái hàm lượng sâu này quá dày, dẫn đến cái việc là lông con chim kiểu cảm giác là con chim nó bị nóng này. Xong rồi lông của nó bắt đầu bị xoăn đi. Thì dẫn đến cái tình trạng là con chim nó xấu, nó bị ép quá. Như sử dụng hợp lý thì em giới thiệu với anh em luôn là bình thường ấy, những ngày mùa đông lạnh lạnh như này này, ở anh em ngoài miền Bắc ấy, thì có thể sử dụng từ 3 đến 5 con. Thường thường thì 3 đây, 3 con ngày nào cũng đều cho em. Thì giúp cái giữ ấm cơ thể con chim. Còn không bình thường nhá, đối với những ngày mùa hè thì các bác đừng nên lạm dụng quá. Em thường hay sử dụng cái này trong mùa đông thôi. Như video này em muốn hướng dẫn các bác, bởi vì như thế này, ở cái kênh chim cảnh ấy, ở kênh YouTube chim cảnh ấy, anh ấy đã chia sẻ cách nuôi. Thì hiện tại thì em đang áp dụng, bởi vì cái lứa sâu này em vừa mới mua về được một tháng này. Bởi nhà em thì chăn khoảng độ vài con thôi, nên là nó cũng không hết nhiều. Ngày thường 3 đến 5 con thì thoải mái, nó không đáng bao nhiêu đâu. Nên là các bác việc đầu tiên nhé, các bác ra ngoài cửa hàng này, mua khoảng độ một lạng sâu thôi, một lạng hai lạng sâu, xong bác mua vào cái lọ này này nuôi, đổ cám vào. Cám thì các bác có thể một là cám gà này, hai là cám ba vì này, thì các bác cho vào đây thì ok. Thì tạo một cái lớp nền cho nó, đây này, tạo một cái lớp nền cho nó nhá. Con sâu của em ấy mua về ban đầu ấy, nó chỉ bé thôi, nó bé như nào, như con sâu này nó đang lột này, con này con sâu sữa này, nó bé tẹo thôi các bác ạ, nó bé chắc chỉ bằng nửa con này thôi đấy. Thì về này, các bác cho ăn, nên cho ăn này, một là lá cải bắp này, những cái nào mà có nước ấy, chân nước ấy, kiểu mặn nước ấy, thì con sâu nó ăn khoảng độ trong vòng một tuần thôi là nó bắt đầu căng phồng lên như này này, là nó thành sâu trưởng thành này. Thì các bác cắt cái bìa cắt tông này ra, như kênh chim cảnh hướng dẫn ấy, làm tổ cho nó, đây này, nó chui vào đây này, đây các bác nhìn thấy chưa, chui vào đây thì nó sẽ không ăn uống gì hết. Nó chỉ việc là nghỉ thôi, nó nghỉ ngơi và nó tạo thành kén. Kén thì nó như thế nào đây này, kén thì em tìm cho bác xem này, đâu nhỉ, nhiều quá, kén đây, đâu rồi này, nó em thấy nhiều lắm, nhưng mà đây các bác này, đây một kén này. Đây nhá, ba này. Đây nhá, nhìn như này nó vẫn có sống đấy các bạn ạ. Đây này, một này, hai này, đây này, là nó đóng kén rất là nhiều luôn rồi. Từ những cái kén này thì bắt đầu nó khoảng độ tầm 1 đến 2 tuần thì bắt đầu nó là chuyển sang cái dạng là con quy. Quy thì các bác nào ngày bé các bác nuôi thì các bác biết rồi, con quy nó như thế nào, con quy nó màu đen đen nhỏ nhỏ ấy, đây này, rất là nhiều luôn đấy. Bắt đầu tầm như này nhá, là chuẩn bị tách ra này, thì em đang chuẩn bị một lọ cám mới rồi, tạo một cái lớp nền cho nó. Thì bắt đầu là tách riêng ra, bỏ riêng ra, xong bắt đầu nó tạo thành quy thì các bác chuyển sang một cái lọ cám mới cho em. Thì ví dụ cắm cả cái bên này ấy, thì các bác vẫn sử dụng chăn bình thường này, còn những cái này thì các bác này chuyển sang nó thành con quy, rồi các bác cho sang bên này, cho hoa quả này, cả
cà rốt, những cái củ quả nào mềm và mọng nước ấy, thì con đấy nó rất là thích ăn. Bác tạo cho nó, ví dụ như là bắt đầu chuyển chế độ sinh sản thì nó tạo thành một cái vòng chăn chim rất là tuyệt vời luôn. Bởi vì sao? Khi các bác chăn hết cái chỗ bên này rồi nhá, các bác sẽ chuyển qua này, dần dần này, nó chỉ nối tiếp thôi. Bởi vì sao? Như hôm qua em cũng có xem cái video của anh ấy chia sẻ. Bởi vì thứ nhất như này, đối với những con sâu như thế này ấy, các bác này, các bác hiểu một điều nhá, là người ta ấy, người ta nuôi công nghiệp, thức ăn nuôi công nghiệp thì thứ nhất là để đạt được cái trọng lượng tốt ấy, thì như anh đấy nói rất rất đúng và rất chuẩn, là như thế nào? Người ta phải dùng thuốc tăng trọng hay thuốc kích thích làm tăng trưởng cái quá trình, là thúc đẩy cái quá trình mà con sâu này nó như bình thường ấy, một vòng đời của nó khoảng độ 3 tháng 4 tháng như thế này, nhưng mà nó kích thích cái con sâu này trong vòng khoảng độ 2 tháng thôi là bắt đầu nó ra sản phẩm. Thì nên là nhiều lúc mình cho chim về ăn thì nó không, thực ra nó cũng không tốt lắm, thì thôi thì mình tự nuôi như thế này cho nó hay, vừa đơn giản mà cũng không tốn kém. Các bác chỉ cần bỏ ra khoảng độ 35.000 hoặc là 50 mua khoảng độ ít sâu về. Vì 50.000 nhiều lắm các bác ạ. Các bác nuôi mua cái loại bé bé thôi, đừng có mua loại to này. Mua loại to này thì các bác mua về chỉ để nuôi sống nó. Còn như loại bé kia nhá, các bác vừa mua được nhiều này, ví dụ mua một lạng được rất là nhiều, các bác về bắt đầu chăn thêm khoảng độ tầm 1-2 tuần thôi là con sâu nó mập lên. Mập lên như thế này thì bắt đầu các bác làm những cái tổ như thế này, tạo kén cho nó, thì nó đóng kén như thế này thì bắt đầu chuyển sang cái chế độ là cho nó ở riêng rồi bắt đầu tạo con quy, rồi thì các bác cho sang cái hộp mới, nó đơn giản thôi. Xong nó sinh sản thì nó lại tạo một cái vòng đời mới cho sâu quy này, thế thôi. Nên là em thấy rất là hiệu quả, bởi vì mình thứ nhất là mình chủ động được cái nguồn thức ăn cho cái con chim này. Thứ hai là ví dụ như là con sâu này mình biết mình chăn những cái gì này, nó có ảnh hưởng tốt đến con chim hay không này. Đấy, đơn giản thế thôi. Như đây chỉ em chỉ cám thôi. Còn bình thường nhá, bởi vì nó to rồi ý, thì không muốn kích thích nó nữa. Bây giờ mà cho ăn lá rau các thứ thêm một thời gian nữa, nó mọng nước cực kỳ luôn các bạn. Thôi thì em đang chuyển cho nó sang cái bên này, thì ép nó bắt đầu là thành con quy xong rồi bắt đầu là một vòng đời mới, thế thôi. Nói chung là của nhà dùng được thì tự mà dùng thôi, thế đơn giản. Đây, cho bác xem. Đây, em đấy, ngày các bác chỉ cần cho khoảng độ vài ba con. Bay cả ra ngoài. Còn như thế này này các bác này, thường thường các bác chủ động được cái việc là cho con chim nó ăn những con sâu sữa này nó hay hơn này. Đấy, đây là sâu sữa nhá, tức là nó vừa mới lột xong ấy, thì cho con chim ăn đó, ok, em thấy nó hợp lý hơn. Thôi chắc em kết thúc video tại đây thôi các bác nhỉ. Một lần nữa thì cảm ơn các bác đã theo dõi cái video cũng như chia sẻ của em. Thì nói chung là cái gì của nhà làm được thì nó hay hơn. Với cả những cái gì tốt này, em áp dụng tốt này, áp dụng được này và thành công ấy, thì cũng muốn giới thiệu cho anh em để anh em biết. Và nói chung là làm thế nào để anh em có một cái chú chim phát triển khỏe mạnh và luôn luôn căng lửa đó nhá. Chào các bác. Các bác nào thấy video này hay và bổ ích thì cho em xin một like, một comment phía bình luận bên dưới. Có những câu hỏi gì hay những thắc mắc gì cần giải đáp thì vui lòng một là nhắn tin qua Zalo cho em, hai là comment phía bên dưới. Với cả anh em nào mua cám thì có thể liên hệ em qua số Zalo là 0834236866. Hiện tại thì em đang cung cấp cái cám na phở cho một số anh em trên kênh đang sử dụng, và một số anh em ở trên Facebook, cũng như một số anh em ở trong câu lạc bộ, cũng như trên
trên trên Cao Bằng trên em. Thôi nhá, chào các bác.